Rồi nói đi, live đó. Sao mà gần quá vậy chú? Rồi được xa này nói đó gì nè. Bây giờ nói đi, nói hôm nay tôi cái cảm tưởng hôm nay tới đây là thế nào? Đây là lần đầu tiên Phi Tiễn đến với cái parade này, cho nên là cũng rất là hãnh diện và rất là vui mừng khi thấy rất là đông đủ bà con từ khắp nơi về. Phi Tiễn từ Arizona lần cho nên là rất là xa, đường xa rất là xa xôi, nên là mong quý vị ở nhà cũng ủng hộ cho thật nhiều. Cảm ơn. 2-3 tuần trước đã thấy ở chế ở Bedford rồi, hôm nay lên đây nữa thì thấy có vẻ ngoài hình như không? Là 2-3 tháng nay Phi Tiễn làm việc với cộng đồng không ạ? Dạ yeah, đúng rồi. Còn nữa, còn cho tới cuối tháng 8 luôn lần. Thế à, ok. Dạ, cũng cảm ơn nhiều. Yeah, you have anything to say? Let's have fun today. How you impression? This is my first time here, and I think this is a great turnout. So I'm excited to experience this. Okay, it's the first time you have here, right? Yeah, it is the first time here. Oh, where are you from anyway? I'm from New York. Okay. I just graduated from college. Okay. So I am happy that I can contribute to the Vietnamese community. Okay, thank you. Okay. Hello. What do you feel today? You can speak Vietnamese now? I speak okay. Vietnamese. Okay, that's it. Cho nên lần đầu tiên không? Dạ, đây là lần đầu tiên của con. Okay, thế nào? Thấy cảm tưởng là sao? Yeah. Thấy cảm tưởng là sao? Thấy cái cảm tưởng của mình thế nào? Cảm tưởng là to với có nhiều người tới và represent Việt Nam với nhiều người nó vui vẻ cho nói là có nhiều người muốn tới đây để biết cho New York đây biết là có nhiều người Việt Nam là mình nhỏ mà nếu có thêm người là tới là mình nhóm mình sẽ to hơn. Ok, yeah. Cảm ơn nhiều. Ok, thank you. Like. Ok chị, lần thứ mấy chị tới đây? Dạ lần thứ nhất chú ơi. Lần thứ nhất hả? Dạ. Ok, chị có cảm tưởng của chị là sao? Dạ rất là tự hào người Việt Nam chú. À, ok, dạ. Chị thấy thế nào người Việt đây sinh hoạt ra sao? Rất là đoàn kết, rất là mạnh mẽ chú. Dạ, dạ. Ok, chị ở đâu tới ạ? Là từ Canada chú. Ở đâu? Canada. Canada. Dạ. Ok, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Life đó. Hay làm trực tiếp mà. Đừng phỏng vấn tôi nha, biết tôi rồi. Trực tiếp mà. Hi. Can you say something? Huh? It's live. Okay, so. So what the first time here or what? It's my third time. Ah, the third time? Yes. Where are you from? I'm from Georgia. Huh? Atlanta, Georgia. Oh, Georgia? Yes. It's a long way to go, right? Yes, it is. Okay. So how you feel today? I feel good. I feel like this is something really great. Yeah. Okay, thank you. Yeah, it's an honor you carry the flag too, so. Okay. Okay, thank you. Say something. It's live. Okay, so what's the first time you here? Yes, my first time. Okay, có nói tiếng Việt Nam được không ạ? Dạ được. Okay, thế nào con cảm nghĩ là sao? Rất là vui, có rất nhiều người Việt ở đây. Rất là đông người. Ở đâu tới? Từ đâu tới? Dạ, con tới từ Georgia. Georgia. Okay, thank you. Cảm ơn nhiều. Yeah. Xin quý vị hãy vào đội đình đi. Bây giờ hôm qua Thu sẽ đọc lại một lần nữa. Xin quý vị hãy nhớ rằng đây là một cuộc diễn hành của tất cả quý vị ở hải ngoại, không phải thuộc vào một cộng đồng nào. Đây là một diễn hành của tất cả chúng ta tại châu Âu và Canada. Xin quý vị hãy nhớ dùng cho Thu. Thì bây giờ Thu sẽ đọc lại một lần nữa. Là số 1 quốc kỳ Mỹ Việt. Số 2 là xin mời ông Tấn và luật sư Phong là Grand Marshal của năm nay. Số 3 là bảng Việt Nam. Số 4 là bảng Việt Nam ở hải ngoại, đó là Vietnamese Community Association banner. Số 5 là tất cả các quý vị chủ tịch cộng đồng xin hãy lên đằng trước để mà